Anh chơi vui không anh nhỉ? Ui, bật hết người lên. Anh về... nhà có gì chó kêu ấy nhỉ? Ủa sao lại mở cổng anh nhỉ? Ai mở cổng? Anh đi đâu anh? Anh cho anh dưới anh đi đâu rồi? Gãy gãy rồi. Chắc gương rồi. Đóng cổng em rồi. Đấy mình đi chơi chìa khóa vẫn cắm xe này. Nhiều. Sao nay Dương lại đóng cửa kín nhỉ? Khóa kín. Sao lại khóa vẫn đây nhỉ? Hả? Cái gì vậy? Nhà anh. Được. Còn hung ghi, hung ghi. Ui, hung ghi trong phòng. Cái đây, đây, đây. Nóng. Gì vậy? Anh bỏ cam chắc nó làm gì? Dương nấu nhỉ? Không biết. Chơi cam. Đóng cửa mà nó đang trong phòng. Chốt không chốt? Chốt lại. Chưa rồi. Không gì. Để em check cam thì nó tự động làm gì? Anh Hùng ơi, nó vào lấy hết iPhone rồi. Sao biết? Em vừa check cam này, nó lấy hết iPhone rồi. Nó ổn quá đúng không? Sao nó không đi, nó cứ làm đây nhỉ? Nó làm đây à? Sao nó không đi? Không biết được. Sao nó không đi em ơi? Nó ôm một đống iPhone kìa. Tôi làm nó ngủ với nào ấy. Ôm quá gì. Em tặng cho ngày một trận luôn. Không đánh mà em biết à. Không sợ đâu, đây là ăn cắp phạt thì nhà mình còn gì nữa. Có cái gì Dương? Từ. Nó ngủ ấy. Nó ngủ rồi. Anh xem có đồ gì. Đi đến làm tẩn nó chạy. Vâng, vào tẩn nó chạy. Rắn này. Rắn này. Nó đang ngủ đúng không? Đừng đánh nó để nó tỉnh. Bây giờ vào lấy iPhone ra, không anh đặt cái quả này vào.
Vào vào, vào nãy vô tay anh. Đang ngủ rồi. Đếm xem đủ iPhone cho anh này. 2, 3, 4, 5, cho anh 5 cái rồi. 7 cái rồi. 7 cái. Đúng không? Đủ rồi. Em cất cất hết iPhone vào đây ạ. Cất tạm lên, cất tạm lên. Bây giờ nhé. Bây giờ có con rắn ở đấy rồi. Kiểu gì nó dậy nó cũng giật mình nó chạy đây. Bây giờ anh em phải đoán đầu vào đây. Anh nấp vào đây. Anh ơi, hay là ra ra này, cái này chụp chụp người nó. Đợi nó ra là anh em trăng này ra cho nó hút vào đây. Không anh em chụp luôn. Chụp chụp chụp. Anh cũng vừa đi. Đi trăng. Đợi nó ra phát nó đâm vào đây luôn. Anh ơi, em nghĩ nó không ra, để em lấy cái gì em ném nó thì nó tỉnh dậy. Bây giờ ném nó tỉnh nhá. Nó nhìn con rắn nó hoảng nó sẽ chạy ra. Vâng vâng. Em kiếm một người đó. Chắc có nhắc kiếm cầm. Em cứ chuẩn bị anh ơi. Chuẩn bị anh ơi. Chuẩn bị. Chung chung đông quá. Anh ơi. Ăn cắp rồi. Ê mày, anh ơi. Anh ơi, ăn trộm rồi. Mày. Ôi giời, ôi giời, ôi giời. Nó chạy chưa? Chạy chưa? Chạy rồi. Ừ, chạy. Vẫn dùng iPhone em ạ. Cất cất lại, cứ cũng không anh đưa về nhé. Nè, khỏe quá vậy. Đấy, ok anh em ạ, mình mấy anh hùng mấy thầy cu vương vừa đi chơi thì nhìn thấy thằng hung khí vào nhà nó lấy trộm iPhone, may là về kịp các bạn. Mày quá, mày cất mình cất iPhone rồi, mày có không mất các bạn. Đấy.